Vũ mình chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở trên Trà Là các bạn. Mình đang ở chỗ của anh Tấn Hùng ha. Thì anh có mấy chiếc máy cày nè để mình quay cho các bạn xem nha. Tấn Hùng à. Chú bán máy cày và phụ tùng các loại ha các bạn. Địa chỉ ở đây là ấp ấp Bình Linh ha, xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Số điện thoại là 0987 nha, 129693 nha các bạn. Ở đây trong đây mình thấy anh có chiếc Ford 5000 với chiếc Suzuki. Bữa nay cũng ít xe ha các bạn ơi. Đây là cầu này, cầu của con nào đây ta? Đây 6676 đây. Cầu của Ford. Mâm rõ đẹp ha. Này có chiếc nào tháo ra. Đây có cái mình. Khung nền mới sơn. Đây, đây nè. Pho 5000 ha các bạn. Trời ơi cái này đưa lên cao dữ rồi. Đưa lên rất cao luôn ha. Này lên còn 3 gang các bạn. Lên 3 gang luôn ha. Đó, khoảng 6 tấn luôn. Tháo mình ra, ô tháo bình ra. Số điện thoại của ảnh có gì mình để trên tựa đề, anh em có nhu cầu thì cứ điện thoại ha các bạn, chứ mình không có báo giá nha các bạn. Qua 5000 nha, này không có máy che. Mâm thì thường thường mấy cái mâm này có dặm là hết nha các bạn. Cái dè này chưa nè, dè này còn nguyên nè. Dè này chưa dặm nha. Tình trạng ha, tình trạng vỏ của em nói gì đây ha. Đây coi mâm này, mâm máy đây. Mất số các bạn ơi. Mất số hả. Tình trạng vỏ của em nói gì đây ha các bạn, nó gặn đứt nha. Nhưng mà chiếc này mình thằng nhìn ngoại hình còn khá đẹp nha các bạn. Bạn nhìn nè, cái này là mình theo mình thấy là ảnh không có dặm, không có sơn nữa nha. Cái này là nó tình trạng đứt sơn còn dưới đây nè các bạn. Rồi Ford 5000 ha các bạn. Dè nó có cái này ha. Cao ghê luôn. Ở đây anh có một cái máy cái bộ diêm hả? Bộ dễ thương dữ vậy nè. Hồi đó mình có gặp chiếc các bạn, nhưng mà mình đặt đó không có chạy, không có quay chạy. Rồi chiếc này dễ thương ghê ha. Chiếc này không biết xài vô cái gì đây. Cái này mới quăng diêm cho quý vị các bạn. Cái này quăng, nếu quăng là quăng chắc đất mà lúc mà còn bừa xong rồi nó phẳng cái đầu mới quăng dễ ha. Tại vì cái này tốc độ nó chạy cũng hơi chậm. Nó quăng thì không có bằng máy cày rồi, máy cày nó quăng nhanh hơn. Biết cái này xài vô gì các bạn. Cái này là tối quăng diêm ha. Máy này máy nghĩa địa của nó về đâu nè, nguyên cục luôn nè.
anh em mà có nhu cầu thì cứ điện ha, tại vì cái máy này thì ở Tây Ninh thì ít thấy anh thấy anh em xài lắm, nhưng mà này rồi thì để về dùng vô công việc gì đó nó thích hợp hơn. Gió sau này 16.928 ha, chiếc này chiếc phone 4000 ha các bạn, phone 4000 này vỏ này vỏ nhỏ ha, vỏ nhỏ nên cái dè các bạn thấy không, nó xa cái dè rất nhiều ha. $4000 đời T4 ha. Ảnh này có ít xe ghê, ít xe, chỉ còn thấy có hai chiếc Ford nè. Còn hai chiếc Ford ha các bạn. Đây là chiếc Isuzu. Ồ, đây là 2.500. Chiếc này mình thấy bốn cái vỏ thì cũng còn ok ha, bốn cái vỏ gai cũng còn rất là cao luôn. Đây đầu của nó ha. Đây là 2.500 nha các bạn. Lúc này xe có ít về hả chị? Ít về. Dạ. Dạ. Lúc này xe bán chậm lắm. Lúc này xe bán cũng chậm nên anh nó ít lấy về các bạn. Cái này thấy còn cũng ok các bạn, còn cũng khá đẹp. Thế này toàn cảnh ngoài hình của nó mà. Rồi ra mình quay mấy dàn cài ha các bạn, mấy dàn cài với trang cầu đất ha. Có cái chiếc này phát cười quá. Chiếc này giờ chiếc đó mình không biết xài vô gì. Mà anh uống cà phê đây, bạn ơi, thì anh mới đây anh nhảy mất tiền quá rồi. Ở đây anh có hai chiếc xe tải luôn các bạn, hai chiếc này là biển số 93 luôn ha. Hai chiếc này chạy chắc bỏ hàng tập quá đó các bạn, nhưng mà không biết của ai ha. Sơn màu sơn cùng màu luôn ha. Mình quay dàn cài dàn xế trước rồi xong mình quay lại nó ha các bạn. Ở đây có dàn cài 2, 4, 6, 7, dàn cài 7 chảo nha. Chảo này như chảo đại ha các bạn, 7 chảo đại nha. Vàng này như vàng của chú Chính Bình luôn. Cái khung này thì theo mình nghĩ là anh sơn lại rồi ha, anh sơn khung lại. Đây có cái cào nè, cái cào này hình như là cái cào 2m1. Nhưng mà cái cào này chắc của xe nào á, không biết. Chắc xe lớn các bạn ơi, xe nhỏ chắc xài không được quá. Tại nãy có anh ở dưới chân bàn, anh điện hỏi có cái cào 2m thôi, anh xài cho 165. Mà chắc này không biết anh xài biết được không, nhưng chắc này hơi lớn quá. 2m1 hả các bạn? 2m1 là chắc cũng xài xe lớn rồi. Đó, tình trạng nước sơn còn rất là ok luôn ha. Đây có cái dàn xế cũ. Dàn xế cũ này chắc lâu rồi. Dàn xế này hình như là của bên hộp sọ này, của bên các bạn hốc tài vậy nè. Cái bên trong bên các bạn các bạn ơi, nhìn thấy nó tấm lết cũng giống á. Nhưng mà anh để lâu quá, anh không dỡ lên, nó bị cỏ đâu nó bít hết rồi. Đây vàng này là cũng chắc cỡ 2m2 hả các bạn, 2m2, 2m4 gì đây. Đây mình không có hỏi nữa các bạn ơi. Vàng này hộp sọ thì giống của chú Bà Quang hả các bạn. Nhưng mà này chủ sơn cái màu này.
anh em nào muốn biết chi tiết thì cứ alo ha. Còn cái này mình quay sơ sơ thôi, sơ sơ giống như là cho có ở đây có cái dàn cài dàn xới vậy đó. Đây xe tải ha, xe này đi bố hàng. Tình trạng bên trong của em nó nè, này hết đăng kiểm rồi, chắc mua xong rồi đăng kiểm lại quá. Đây là tháng 7 2021 không à, tháng 10 2021, đây tháng 10 2021, bên đây là tháng 7 2021. Anh em mà có nhu cầu thì cứ alo ha, mình hỏi chị thử coi. Ủa chị, hai chiếc xe tải này là sao chị? Nó hết đăng kiểm lâu rồi, giờ mình nếu mà ta mua là ta phải đăng kiểm lại ha, mới đăng kiểm hay sao? Mình bán vậy tự ta đăng á. À, tức là mình bán vậy ai mua như mua phải không? Đúng rồi. À. Ủa cái chị, cái này cầu của 6676 phải không? 7000 hả? Đây là cầu riêng của 7000 hả các bạn? Video kết thúc đây nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Đây là số điện thoại nha các bạn. Đây là địa chỉ ấp Bình Linh, xã Trà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh nha các bạn. Đó. Rồi, bye bye các bạn nha.